Nếu các bạn muốn mua robot, hãy đến ngay với shop wikiroblox.com, nơi có các dịch vụ như là vòng quay may mắn và các dịch vụ như cày thuê và mua bán ạ. Hãy đến với shop wikiroblox.com, shop vì tới nhà. Oh yeah. Thì vào lúc 8 giờ sáng nay ấy, thì admin của game Blockfruit đã tung ra một cái trailer mới nha anh em. Và đây cũng là cái trailer cuối cùng luôn. Và cái trailer này sẽ tiết lộ cho anh em những thứ mới như là thuyền mới này, bản đồ mới, đảo mới này, nhiều thứ mới nữa các kiểu. Và trá quỷ mới nữa anh em. Và cộng thêm cả cái melee mới nữa. Úi dồi, quá phê luôn phải không? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi nào. Intro. Ok, thì đây là cái trailer nhà anh em. Thì anh em có thể thấy được những cái giọt nước rơi từ trên cao xuống, nhìn rất là đẹp nha. Đây, hiệu ứng mới đây. Hiệu ứng thời tiết mưa nha anh em. Úi dồi, cái này thật sự rất là mới luôn á. Ui, đây là cái gì đây? Cái gì? Dragon Talon Say là gì đây? À, cái chỗ, ui, cái chỗ enchant sĩ số của kiếm anh em. Wow. À, nghĩa là chúng ta sẽ dùng những cái cuộn giấy này để có thể quay được cái dòng của nó nha. Đây, reroll enchant này đó. Khi mà anh em reroll được cái mà anh em muốn, anh em có thể bấm tắt đi, thế là anh em xài thôi. Đấy, quá mạnh luôn, gì nữa đó. Rồi xem thử chúng ta có gì tiếp theo. Ok, đấy là cái đầu tiên nhé. Cái thứ hai thì nó sẽ nói về một loại thuyền mới, và thuyền này nó bay được nha anh em. Vãi nồi, bay được luôn nhá. Không biết có bay được trên đất liền không, hay là nó chỉ bay được ngoài biển thôi. Mà nếu nó bay cao thế này thì có thể bay thẳng vào bờ được á, thiệt. Để khi nào nó update rồi ấy, mình có thể lấy cái thuyền này mình ra review thử như thế nào nè em. Ở đây cũng là C3 phải không? À, đây là C3 nhưng mà nó lại có thêm một cái đảo mới anh em. Đây, đảo mới này. Cái đảo này sao nó nhìn giống kiểu nó kết hợp giữa NLP và đảo người cá ta. Nhìn này, cái này là đảo NLP á, thì như là vậy. Đấy, thì mình thấy cái cấu trúc nhà khu vực này rất là giống này không? Giống hệt trong phim cái đoạn đó luôn. Ôi, chúng ta có các cái bãi đá này anh em. Wow, cái bãi đá này. Ơi. Cái bãi đá này hơi bị nguy hiểm nha. Ví dụ chúng ta đi thuyền, chúng ta có thể tông phải cái đám đá này chẳng hạn đấy. Rồi chúng ta đến lượt cây vũ khí mới này. Đây là cái cây móc nèo nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi thử nó có cái gì hay ho nha. Ví dụ như skill chẳng hạn. Thì mình thấy cái tạo tác của nó nhìn rất là đẹp nha. Đây. Ui, cái giải xích này. Cái giải xích nó đùng được. Ui. Chiêu đầu tiên hả? Ui, cái này bá nha. Cái chiêu đầu tiên. Wow, nó xoáy đẹp thế. Nó xoáy xong rồi nó hất tung cái địch ra xa rồi phát nổ hả anh em. Đây, thấy không? Ghê dữ ta, hất lên trời luôn kìa. Cái này combo sướng nha. Cái chiêu của nó là nó liên hoàn luôn này, thấy không? Sau khi mà nó xoáy xong, nó quăng á, là nó quăng cái đối phương đó đi cùng với cái lốc xoáy nước nha anh em, và phát nổ. Đây là chiêu số 2. Chiêu này thì phóng tới hất lên đập xuống à. Ok, hiệu ứng đẹp, quá tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta có cái gì nữa? Ôi, cái này là gì đây? Chúng ta có thứ mới, đây là cái melee mới nha anh em. Không được, cái này mình bật tiếng lại lẫn dính nhạc anh em, lỡ nhạc bản quyền mình mệt lắm. Đây là cái melee mới nha. Melee này có tên là Sanguine's Axe. Đọc hơi khó vậy. Chiêu đầu tiên của nó là nó chưởng anh em. Nó chưởng rồi nó tới nó xoáy đối phương. Rồi phát nổ ha. Rồi đẩy đối phương ra xa nhé. Wow, chiêu này hất đối phương lên trên trời cũng khá cao ha anh em. Rồi đến lượt chiêu tiếp theo coi. Wow, chiêu gì đấy? Coi lại nè. Nó cào anh em, nó cào ha. Nó cào nè. Nó cào hai phát luôn. Cào nhiễm là đẹp ha. Úi rồi, đây là chiêu xe ha. Chiêu xe nó sẽ tạo ra một cái cánh tay màu đen. Bây giờ là nó chụp đối phương à. Mà nếu nó không chụp được thì nó sẽ tạo ra một cái quả cầu ngay cái vùng đó. Đấy, nó có thể chụp được đối phương không? Mà nếu nó không chụp được thì nó sẽ tạo ra một cái quả cầu ở ngay gần đối phương. Và quả cầu nó khi phát nổ nó sẽ phóng tới đối phương đó. Và chiêu này có giữ nha anh em. Giữ hay chiêu này có nhấn giữ hả? À không, cái đấy là đánh thường. Ôi ôi, đánh thường vãi. Đánh thường mà nó bá thế.
Lần đầu tiên thấy đánh thường mà như thế này luôn á. Vãi nồi. Ok, chúng ta đến với cái tiếp theo. Cái tiếp theo là trái ác quỷ của Utah anh em. Trái âm nhạc ha, trái âm thanh. Nếu nói về trái âm thanh, ngay nó hơi trùng với cái trái của thằng Abu anh em. Nó cũng là trái âm thanh nhưng mà nó là chắc nó là trái âm nhạc chứ mà âm thanh, hiểu không? Vì nó biến cơ thể của nó thành nhạc cụ. Còn đây là cái này là âm thanh này là đúng nè. Đó, sao chế thêm trái của Abu nữa cho cùng bộ. Cái này là cái tempo meter này là cái gì ta? Mình cũng biết nữa. Ui, đây là các chiều nó, chiều bay nhìn rất là đẹp ha anh em. Quá đẹp luôn ấy. Ui, bay ra màu vàng. Khoan, mình coi lại. À, mình bay á, khi mình bay á là cái thanh này nó lên anh em, nó lên này. Khi nó thành màu vàng nó sẽ chuyển chúng ta thành vàng và bay có vẻ nhanh hơn. Ok, mình hiểu. Nghĩa là mình dùng chiêu ép á để mà cho đẩy thanh này lên, và sau khi đẩy thanh này chúng ta sẽ dùng những cái chiêu này thì nó sẽ mạnh hơn bình thường. Nó sẽ mạnh hơn bình thường nha. Này. Nó boost nè, nó biến tất cả thành màu vàng ha anh em có thể thấy à. Mẹ kiếp sao cái hiệu ứng nó đẹp thế nha. Ui giời. Nói chung là nó biến tất cả các chiêu thức của chúng ta thành màu vàng nha anh em. Đây là khi hack nè. Đó, khi hack thì chúng ta sẽ bắn ra rất là nhiều màu ha. Đấy, rất là nhiều màu luôn. Xanh đỏ tím vàng xanh. Chiêu X nó sẽ chưởng âm thanh nè, bùm đó. Còn cái chiêu Z nó sẽ tạo ra các quả cầu âm thanh và phát nổ. Đấy, chiêu C coi. Chiêu C thì nó tạo ra cái quả cầu disco anh em ơi. Đấy. Đó, mở nhạc sàn liền anh em đấy. Ui, nó bắn tỉ xa luôn á. Khi nó phát nổ nó sẽ phóng đến đối phương à. Ôi, chiêu cuối hả? Ôi, bá thế. Nó bắn liên hoàn xong rồi nó thả một cái quả bom âm thanh cực to luôn. Nhìn đẹp quá anh em ơi. Đẹp vãi luôn á. Hiệu ứng ghê quá anh em ơi. Trời ơi, nửa đêm mà ai lại đi chơi cái trái này. Đảm bảo là mắt anh em mù luôn á. Thiệt, cánh sáng rồi đó mà không mù hả? Đây, nó chói ló mà nó ra một đống màu rồi cầu vồng luôn. Trời ơi. Đảm bảo không những anh em dùng chiêu thức này khiến cho đối phương bị mù mắt mà cả bản thân chúng ta đều mù luôn đấy. Ok, và đây là cái chiêu cuối khi mà chúng ta full cái thanh nộ nha. Đây, nó vàng chóe luôn anh em, nó còn chói hơn hồi nãy nữa. Thiệt, mình chơi xong là đến cả kẻ địch cũng mù, mình cũng mù luôn. Ok, thì đây là toàn bộ những thứ gì có trong cái final trailer lần này nha anh em. Thì đây là cái trailer cuối cùng và không có một cái nào mới nữa. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ đợi đến bản update 20 chính thức vào trong game thôi. Và sau đó chúng ta sẽ vào đó và trải nghiệm từ game này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ok, thì nếu anh em đã thích video này, hãy cho một like, share, đăng ký và nhấp cái chuông để không bỏ lỡ một video nào trong tương lai của mình nha. Ok, và hẹn anh em ở video tiếp theo của mình. Thiệt chứ, mấy bữa nay video mình nó flop quá anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ tắt video tại đây thôi. Và hẹn anh em ở video tiếp theo của mình nha. Bye bye.